trên kia, lạnh lùng một mình đứng đó. Quay lưng nhanh đi thôi, chuông kêu vang 2 giờ rồi. Xứng đáng để mà kết show trong cái phần dự thi hát trong buổi tối ngày hôm nay, bởi vì là nó rất là sung, nó hội tụ đầy đủ các yếu tố để cho các bạn làm bùng nổ sân khấu và đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên hơi tiếc một chút xíu là do là hăng say diễn quá nên là các bạn thiếu đi cái mức cái phần giao lưu với lại khán giả. Nếu như mà các bạn hô hào hơn một tí xíu nữa, kêu gọi mọi người ủng hộ cho mình thêm một tí xíu nữa thì chắc chắn rằng là khán giả sẽ rất là cuồng nhiệt với tiết mục vừa rồi của tất cả các bạn. Đúng chị không ạ? Bây giờ tụi em hô hào một lần nữa đâu không ạ? Bây giờ kéo khán giả đâu không ạ? Mọi người ơi, cho chị chấm bài một chấm tay thật lớn đâu không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chúc mừng. Xin cảm ơn chị Đông Nhi.